Đây là một cái nồi luộc gà khá là phù hợp với gia đình nào mà ít người, thường ăn những loại gà mà dưới 2 cân, hay là hay nấu phở, hay nấu nước dùng, mà không muốn dùng cái nồi luộc gà quá to, thì mọi người có thể tham khảo cái nồi Dueling Moment size 24 này, dung tích 8 lít. Con này thì được nhập trực tiếp từ Đức, tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, sử dụng trên tất cả các loại bếp, chất liệu thép không gỉ 18 trên 10, và quan trọng nhất là giá thành của nó chỉ hơn 1 triệu một chút thôi. Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đến với kênh YouTube của nhà bếp 89. Hôm nay bếp 89 về thêm một cái dòng nồi luộc gà size nhỏ đến từ nhà The Goulin. Cái dòng này thì nó có tên là The Goulin Moment size 24, dung tích 8 lít. Mọi người đi tìm hiểu về cái sản phẩm này cùng bếp 89 nhá. Cùng em đi mở cái nồi luộc gà The Goulin Moment này nhá. Một cái nắp inox này. Đây là cái nồi này. Trong này thì có cái quyển catalog này. Trên màn hình quý anh chị là cái nồi luộc gà Dueling Moment size 24 vung inox. Con này thì có cái dung tích là 8 lít. Cái nồi Moment này có cái cân nặng là 2,1 cân và có cái chiều cao là 18,5 cm. Cái nồi Dueling Moment này thì sử dụng cái chất liệu thép không gỉ 18 trên 10, an toàn sức khỏe hay gọi là inox 304 đấy. Một trong những inox cao cấp nhất hiện nay được sử dụng trong y tế và gia dụng. Thì cái dòng inox này thì nó không bị phôi hóa, không bị ăn mòn và nó rất là an toàn với sức khỏe. Cái nồi Dueling Moment này sử dụng cái nắp thép. Thép của nó là thép không gỉ 18 trên 10. Ưu điểm là dễ vệ sinh. Cái mép này rất là dễ vệ sinh. Cái thứ hai là không sợ vỡ. Cái nhược điểm của nó là không nhìn được thức ăn. Nắp rất đẹp. Ở đây nó có đinh tán này. Rất là chắc. Và lúc nào cũng nguyên lý là thuyết thoát hơi qua viền. Lúc nào cũng có cái độ dơ này nhá. Tay cầm của dòng này cũng sử dụng chất liệu thép không gỉ 18 trên 10. Và thiết kế nó là thép đặc nhá. Vuông. Đây. Hàn đinh tán rất là chắc. Cầm rất là rộng nhá, thoải mái. Đó. Cái tay cầm này thì cách nhiệt nhá. Nếu mà đun bếp từ thì gần như là không nóng. Bếp ga thì chắc chắn là sẽ nóng rồi. Đây là đáy của nồi này. Con này sử dụng cái công nghệ đáy 3 lớp Sigma Classic này. Sử dụng trên tất cả các loại bếp này. Đáy con này thì siêu siêu dày mọi người ạ. Đáy dày hơn một phân, tầm 1 ly 2, 1 phân 2 đấy. Logo này rất sắc nét này, hoàn thiện cực kỳ cao. Cái dòng nồi Dueling Moment này thì mọi người có thể cho vào máy rửa bát thoải mái, càng rửa nó càng đẹp. Cái thứ hai là con này có thể cho vào lò nướng ở nhiệt độ dưới 200 độ C. Nói về Dueling thì Dueling nó có một cái đặc điểm, lúc trên tất cả các dòng nồi của nó đều có cái vạch chia nước này, rất là tiện này. Bên ngoài thì con này được đánh bóng mờ khá đẹp và khắc laser cái logo Dueling này rất nét. Tiếp đến một cái chi tiết hoàn thiện rất là tốt, đó là cái mép này. Cái mép thì được gập này, tạo cái cảm giác nó an toàn, nó không quá sắc. Cái nồi Dueling Moment này thì bên em đang có sẵn tại cửa hàng Free Ship nội thành Hà Nội, Ship CD toàn quốc nhận hàng, thanh tiền tại nhà. Cam kết với quý anh chị là hàng được nhập trực tiếp từ Đức, bảo hành cho quý anh chị 12 tháng lỗi kỹ thuật. Anh chị nào muốn mua hàng thì kích đường link phía dưới hoặc là inbox em qua Zalo 0985608831. Em xin chân thành cảm ơn.